Okay, ngày nay chúng ta sẽ cùng với nhau về cách làm những cái 3D light sản phẩm render ra. Vì muốn khi chúng setup machine render farm luôn hay đọc một phần machine như thế nào, cái nào một phần CPU core đọc machine địa bàn pi rồi sản xuất core, chúng ta sẽ vi ra. Tại vì mà giải máu, chúng ta ắt phở và project chúng ta ắt sơn miền này, chúng ta sẽ ban thử personal project. Chúng khi nhóm có lụa mà xin nó đang chào ở xa là vì mình cloud render. Chúng nó Hollywood kê render mà đóng bay liền mà xin kê render luôn kê được có kê chút Google. Google miền có miền render farm xin mẹp chú là dưỡng. Facebook có miền render farm xin mẹp chú là dưỡng này. Bởi xin bà dưỡng vì thế hóa bởi xin bởi nhóm mau Google dưỡng miền Google Zing xin mẹp render farm mà những cái rebus render Zing mà cloud render cứ dùng thơ ca lưu mà xin dùng thơ mặt áp bằng đàn là render cứ việc send data tới cloud cloud nó render rộp bằng CPU core xin mẹ áp nhóm nhóm render 576 core đại xác nhìn tình 3D light render anol ớt thơ thì anol tỏa dùng build là sao với mình build in mùi maya nhưng tỏa dùng prap ạc bằng rưu còn mấy chẳng mặt đăng cam vị thi cloud render cứ miền trang cloud render cứ ban này thà mà xin chỉ chán cùng kia đam bay render nơi khnông blender miền community mới để provide render trong đôi kia để chui support như để ắt kết lôi thì mà người ta tay dương ao tam sự thi dương pram đô la đọc là tam là những tới chấn dương tới bao mà xin dương chào ban kia vô đọc rồi mà xin nhom đọc rồi mà xin ở đi chung mình phục lục cứ chui render như từ bên từ máu còn là dương overthom ban người ta nẹt để còn maintenance là cái đá lớn cứ còn mình hạt về tầng ở là cái đá làm bay chui như render mà đã từ miền order order cái giống đó tại bây giờ anh đang dùng thử chân của sản mỗi thằng thay và chạy lá dương thử upload tới chân kiệt khơi kiệt đăng và chạy dương được không tại bây giờ là ó nhầm tình màu phần street light tôi tập nhầm đặt thay chơi đã thử thằng ó không ông anh nói hãy mưa khơi poi thầm tới bản đi rồi xa ta street light vì mình phải nhà mua cho mười lần Maya compatibility viewport để chạy mở so chạy đã toàn thử thay chơi display mà chấn và sân mà nhầm render thầm đá mà sân khi nhầm bàn tay 32 CPU core thì mà render mà sẽ lắp chùm này phía đó từ màu màu là màu được có màu màu chân dù chân cứ nhóm từ pra cloud render nhóm là xong một con buồn rồi 25 được tí về được nhóm chạy cloud render này mà nhóm click render sequence pixel from the p nhóm render bị frame tìm rồi 37 tờ frame p rồi 20 tùm hôn full HD chân về được nhóm click render sequence nhóm lock in cho cloud vì nghe thoảng tham mạch cứ việc của mỗi tên này vì mà xin dưỡng upload tới cloud nữ nà nà nhằm đăng anh còn 3D lại nữa thứ hai vì check availability trầm trở ở hai nó phải để check trầm trở ở hai vì nâng chạp ra mà render và vì synchronize chạy mưa miền error miền bắt miền này ớt và tỏa máu vì nâng chạp ra process render vì frame này dưỡng màn cầm nọt tới hai vì tên này nâng cứ rốt màu vĩnh chôl mà không mà xin phần dưỡng chấm này cầm thi mà chỉ nói được chỉ V-Ray Corona vẫn cứ phở cloud render vì muốn cứ dương thử ba vì phải chun tin này file đang tới đá chun các ai bắt thay chờ cloud việt score format edition sân mà chỉ nói chụp ảnh ha p để dương render cho vì ở đâu chụp mà sân dương được rồi thì cứ dương tới đá từ download bản thảo zip mà cái chụp tôi có dương click download cho màu bình hai bánh hà render cloud từ lơ đôi chụp hết bộ V-Ray bộ Corona cứ dương thử tinh tầm lại clay tinh không tầm lại clay đảm bây cầm ai vì pra CPU wall bình nâng bạn này thảm bạch bạn này thả bà xin bà dương tinh tầm lại basic talk mà xin ở mà dương chưa được pra mà xin khá phải đã ai dù em xin khá phải đã AMD mà xin khá phải đã này chẳng biết đôi dương chưa cầm có phẻm nét đài miên cầm lắng mà không như ọt dù mà thơ ca mỗi khăn những cái vai lưu những cái đó mỗi sái vai dư thấy ọt à thiệt chúng vì ai miền bảy hà rụp chân là mình hiền rụp chân được cả đá bạt ta tam nắng á ok mà ở lỡ dương khơi nhé render nè hai môi mà hai lỡ nè của màn rồi kho nắng mà dương mới chân render pram rồi chất sắp vào mùi kho mà hai cái đá và đá dương khơi nè hai phần tác cloud render có dương thời bây giờ đó vì ai có chôn cả error mà chẳng luôn nó phải để error cái dương thời bật liếm hai restart mà dừng lại mình mà mình chẳng dương on thì dương mà khá là thì dương mà này cái cắt đó mà còn một rồi hạ bấy si o mà tí cái cắt tạm được anh nhưng phải liếm mà này mà vì frame tìm rồi xa bấy tới chẳng
mà sạc này phải xin một nhóm render mà xin chút này sang sắp khó cho size sắp này tí tới chết mà màu mà lỡ hai phí và một phép đấy bây và ai cũng kia bà nói chân nhóm mà mơ nơi khăn ông folder được nhóm render hỏi viên năng rút autom tích cho mà khăn ông system phần nhóm mà toàn tiết mà anh đi bỏ tới mẹ viên rút. Ok chạm hai chạm nhóm đi ai mơ mà nhóm đã tới khăn ông folder nhóm mà tiết mà khăn môn tờ tí phí và ok, chẳng tầng ổn nâng cư chìa xây đến hiệu trời đấng tệ tồn tầng nâng render cloud đấy. Phù, mà mình chẳng về cho nó qua nhà trơn mà anh ấy cứ môn hiểm render mới vì rế và anh ấy hiểm render mới vì rế. Vì rế chẳng là việc chè mình khóc nít rồi dừng cuối cái setting mà chẳng đốn vì ai support đây mà vì ai thử đây. Anh ấy khiêm render cho mùi anh nó anh ấy vì rê đấy mà mùi anh nó này chắc phê được khiêm render cloud khiêm nơi ai miền phê bạc này bạc nụ bàn. Ok và anh ấy cứ render mùi vì rê bằng đài cái chọn này khi mà tôi mang cài dân vì nơi error đài là ôm hốt cứ này hà à cần nạt velvet đấy cần nạt cam nhảy còn vì rê vì mùi rất là cool. Ok cái chọn nhưng mặt cái rồi chẳng chẳng vì dù và anh ấy bên là cache chúng vì ở ba phần mà xin nhầm thì mà CPU mình xin nhầm cứ là thầm đá vì ở miền bắc có bảy hai tầng ở mà nếu vì ở tiền process thì mình xin nhầm thì vì tiền process vì cloud render bên nào ok dạ nếu nhầm thu animation tung phải hai thì smart chỉ mới được một bot mà buồn bay buồn thì tam ấy mật phải nhầm kê nè thơ play sao thay máy còn nè chỉ mới được một rán còn năng này play on năng hay đã phải đây và nếu cứ nhầm test render vì thế mỗi mình xin nhầm toal chấm phu hàn nói nít mà chia thổi vậy nè tôi dương hồi lấy bút dương từ lang phu mà bạn ấy nói nè bên tai mà sạc cho nó hồi lấy bút còn dương mơ nó mà sạc mà phải buồn màu chân mà sạc khăn để dương mơ render mà phải buồn ngày chân nằm bay còn ở render mà phải buồn ngày kê pra CPU rob liên CPU core mà render ok mà chân anh ấy cứ nhầm test render mà vì rê nhầm miền nhầm test render mà nó xây tiết mà nhầm miền chưa đàn mồi nó mồi ấy ta nó tiết đôi khi mình nó là nào chứ I do ok nhầm rồi mà nó là sân bà anh ấy cứ anh ấy cứ nhầm render mà nó anh ấy cứ nhầm pra mà sân nhầm mùi đài bà anh ấy cứ nhầm cho phong xe nhưng khi anh ấy một ca chứ mà một đường ca chiên nhầm sợi một sợi không được vẫn ta nó lột cháo mà vừa lột cháo là dân tới nhầm phật cả nó cứ nhầm đa camera cho anh phong tập đá là nhầm đa camera cho nhầm đồ cả à mà và đi cứ frame trong cõi nít những khơi nhé một anh nói là hai specular đấy dương tha viện luôn chỗ lọt đấy dương cái ban mà dương final để sao dương render chỉ xóa dương ai cái layer đang ban rồi phải thôi specular phải thôi mà quên mà nhầm audio realistic thế cứ nhầm dọc cho là việc vẽ ra cartoon vẽ ra real chẳng việc phản phản về unique phần nhóm nhóm đã lụa anh đang chào đấy nông NFT nhưng mà đang bị lụa mà em sẽ đã chào đấy mà anh nhân khởi nhé mà ok anh ấy cứ render mà nó là nó vì riêng accurate và phần tay chai phê dư được ra out cloud và phần này nhóm render làm cho mặt tật đó và mà rồi mà frame chiếm chẳng khát phê là mà khát phê nhóm thở thơ ếp xếng chúng đảm sinh cho đền đời chẳng nhưng vật tình anh ấy mà hai chọn ở đây mà hai lần mà gặp lưu thô mới nhưng tục với trao lại hai mong tới việc được cho được nông folder nơi home page còn nhiều mà anh lấy dương mưa đau phần thì mà mà chết hai này mà hai chọn ở mà tàn tí chết hai mà nhiều mưa nữa complete 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 và để tí nhóm cắt và thôi sao mà pon bay rồi chiến mà ok nè ở con chờ nó gọt nếu chân không nên dây dưới chân thêm dương phẻ một mũi nhạc bê render thử animation trong máu dương tè ở nông vi rê cực nông ảnh nổ hói dương còn là switch ảnh nâng từ vi rê từ CD lại tới hai dương tình dương ai tình lại sân màu màu chủ lực này tình tới ở tập 2 chỉ bị bệ bọn này tí ở tập sai rồi biểu chiên kì mà nè đọc hiểu dương render animation dương complete ban tầng ở ban lứa nè bằng dây tớ phải chạy như mũi thay chân này ở mà nè ha sắp cho chân phải em nè bị bay buồn hỏi dương tinh mà nó rộp quan này tì
chứng render u ban u và con chờn mà biết hướng chờn này nhầm thử kẹp này nó tiếp cho một tiết này nó hơi cu tại khi mà recommend ở thì mỗi tầm là cầm thì tôi mới download app spy này download máu free ắt cực lỗi tại dương bộ miền là đặc biệt dương support quạt đại đó hay anh ấy thử phần một blender mà app spy download ha dương thử download blender làm nhóm phải là biết phở cái app app spy dương thử pra nơi chuẩn thiết bạc complete download Adobe Substance Painter mà do tập Painter đấy xây bị đang ngọt do đấy vì muốn via Substance Painter là việc lại Adobe Substance Painter per character mà dương tăng dương support developer dương tinh tới mà dương tinh tới mặt hai ta sai sự việc chiếm nó đông bùn hiểu mà băng lưới tới nhóm băng lưới mà của ấy nhóm bạn biết hồ sơ ấy ban pin nắng người bàn tay developer được như nhóm pay ok thao mệnh tên bậc này dương pra architect nhóm recommend ai pra bloomian với thay dương ai pra DeFi có mặt hai sao sự việc đây DeFi đôi chi DeFi bờ via chain sử mẹp Linux nhóm đồng tình mặt hai sam sắp tại asset pinh nâng đam chư smile lan rô gà chiết chả nào mà chả nâng dô tầm mệnh tên đại sân tập tha dương chùm nánh nơi bê đại dương prao vì sẽ mẹp càng như tờ vì miền đi phai sẽ mẹp lần đó rừng tờ rừng máu vì ọt complicated chúng ta vì phải nhà mỗi cứ vì ọt support Linux anh nâng ấy đại tại thêm cái cục phong tập develop sẽ mẹp Linux đấy bà cái trình đọt yếu ấy chúng cùng bạn thử và đi phái cứ nghĩ rồi file convert rồi mong ở copy Lumion đó đôi khi miền animation miền ấy thầm thở hai nghe sửa set up chương Lumion điện mà những ai pro twin motion mùi Unreal Engine mà chờ nè vậy tới cam thi bên chờ ok ở cốt nhưng bị chọn trong nắng mà